Cây này cây gò công nha, gò công á. Cây này chiều cao nó khoảng gần 70 cm, gần 70 các bạn, 70 cm, gần mét á, 70 à. Cây nuôi lắm nha bạn, nuôi từ gốc lên tới ngọn á, cây nuôi từng chủng. Cái hoành nó chắc khoảng 30 thôi, hoành nó 30 rồi nha các bạn. Mà chiều cao nó khoảng 70, thấy không? Có cây tử dưới, cây này cái tông cao. Cây này mấy bạn lùng cũng được đó. Cây này hoành khoảng này khoảng 30 thôi. Nó nụ nè, chùm 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 dưới gốc nụ lên nè. Lên cây ngọn. Cây này có một cây tử dưới này, các bạn không thích thì về bạn cắt lùng rồi chỗ này cũng được. Chuyền vô cái ngọn này cũng được. Còn ai mà thích cái tông cao thì cứ để tông cao mà chơi. Cầu công nha. Như hưu cầu cổ rồi. Cái gì vậy? Mà chỉ thủy gò công. Chung giá sinh viên.